Anh rượt đuổi vịt mẹ đang ấp trứng, ai cũng ngỡ bắt về giết thịt, nhưng hóa ra một thanh niên ra bờ sông chơi phát hiện con vịt nằm ấp trong bụi cây. Cuộc rượt đuổi bắt đầu thật gay cấn, vịt mẹ cố hết sức chạy khỏi sự truy đuổi của chàng trai. Thế nhưng kết thúc của câu chuyện này thật bất ngờ. Giữa cánh đồng hoang vắng, một anh thanh niên đang lang thang ra bờ sông chơi. Âm thanh kỳ lạ từ trong bụi cây khiến anh tò mò. Một con vịt cái đang nằm ấp giữa ổ trứng. Xem đoạn video, nhiều người có suy nghĩ con vịt và ổ trứng sẽ là một bữa ngon cho cả gia đình chàng trai. Anh thanh niên giơ hai tay vồ bắt lấy vịt cái, con vịt bỏ ổ trứng lao xuống nước và cuộc rượt đuổi bắt đầu. Để trốn chạy, chú vịt nhiều lần phải lặn xuống nước. Anh thanh niên cũng hụp lặn nhiều lần để lừa bắt vịt. Sau một hồi vật lộn, chú vịt đuối sức và bị anh tóm được. Anh cầm con vịt lên ngắm nghía rồi tiến đến chỗ ổ trứng. Anh muốn mang cả vịt lẫn trứng về nhà, nhưng thật bất ngờ anh sửa lại ổ trứng ngay ngắn rồi đặt vịt mẹ vào trong cho nó ấp tiếp. Vì sinh tồn, con người nhiều khi phải hành ác, nhưng cũng vì lòng trắc ẩn, anh thanh niên không nỡ giết hại vịt mẹ cùng những sinh linh nhỏ bé. Anh thanh niên không nỡ giết hại vịt mẹ cùng những sinh linh nhỏ bé yếu ớt đang nằm trong những quả trứng kia. Hành động bất ngờ của anh đã khiến nhiều người xem cảm động. Tình thương của con người đối với vạn sự vạn vật trên đời sẽ giúp con người chúng ta có một tấm lòng bao dung rộng lớn để làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống này. Khoảnh khắc cậu bé người Việt quyết tâm bảo vệ chú vịt khỏi việc bị làm thịt trên báo nước ngoài. Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh cậu bé Việt Nam ôm chặt lấy chú vịt và không cho người khác bắt thịt đã khiến cho nhiều người phải bật cười vì sự đáng yêu. Trong đoạn clip được ghi lại, một người phụ nữ xuất hiện, trên tay cầm con dao để chuẩn bị làm thịt con vịt nằm trên tấm bạt. Tuy nhiên, một anh hùng nhí đã xuất hiện và ngăn chặn hành động của người phụ nữ bằng cách ôm chặt lấy chú vịt và che chắn hết sức cho nó. Người phụ nữ liên tục tìm cách tiếp cận để bắt con vịt, tuy nhiên vẫn không thành công do sự bảo vệ quá gắt gao của cậu bé. Mỗi khi người phụ nữ đến gần con vịt, phản ứng của cậu bé lại trở nên gay gắt hơn. Thậm chí có lúc cậu bé còn khóc to lên để tỏ rõ thái độ quyết định không giao chú vịt kia ra. Không những vậy, cậu bé còn liên tục dùng tay vuốt ve đầu của người bạn vịt, hất mạnh tay người phụ nữ và không để cô chạm được vào chú vịt. Hành động đáng yêu này của cậu bé khiến cho nhiều người xúc động. Sau một hồi cố gắng tiếp cận con vịt nhưng không thành công, người phụ nữ đành phải chịu thua trước sự đáng yêu của cậu bé. Cô quay về lại phía máy quay với ánh mắt thất vọng, sau đó trèo lên bậc thang và quay trở vào trong nhà. Tuy nhiên có vẻ không mấy tin tưởng người phụ nữ, cậu bé vẫn tỏ thái độ cực kỳ dè chừng. Em liên tục ngoái lại nhìn cho tới tận khi người phụ nữ vào hẳn bên trong nhà thì mới thôi. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Ai nấy đều khen ngợi sự dũng cảm khi bảo vệ người bạn vịt của cậu bé, đồng thời bày tỏ sự thích thú và sự đáng yêu với cậu bé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!